Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Một đám cháy rừng lớn ở phía tây thành phố Sacramento thuộc bang California đã lan ra tới gần 22.000 hecta tối Chủ nhật. Không có thương tích nào được báo cáo, nhưng đám cháy đã buộc 12.000 người phải di tản, trong khi mới chỉ khoảng 5% đám cháy được khống chế. Bom phát nổ bên ngoài hai nhà thờ ở bang New Mexico hôm Chủ nhật, khiến các đặc vụ liên bang và cảnh sát địa phương mở cuộc điều tra. Không có ai bị thương trong vụ việc, và cả hai nhà thờ cũng không bị hư hại nhiều. Vụ việc xảy ra cách không xa thành phố Las Cruces. Một vật thể bằng kim loại lớn đã được phát hiện trên một bãi biển ở thành phố Fort Lauderdale thuộc bang Florida hôm Chủ nhật, dường như là từ chương trình vệ tinh Galileo của Liên minh châu Âu. Cảnh sát đang giữ mảnh kim loại này chờ cơ quan quản lý hàng không liên bang kiểm tra. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.